Xin chào các em. Và ngày hôm nay cô Kim Cúc rất vui được gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 27 lực điện từ. Vậy thì ở bài này chúng ta cần tìm hiểu những nội dung gì nào? Các em cùng quan sát lên màn hình nhé. Nội dung đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu đó chính là lực điện từ là gì. Nội dung tiếp theo đó là lực điện từ thì có chiều phụ thuộc vào những yếu tố nào? Và một nội dung rất quan trọng nữa đó chính là quy tắc bàn tay trái. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bài học các em nhé. Các em hãy quan sát lên màn hình. Đây là một thí nghiệm rất là quen thuộc. Cô đóng công tắc, các em hãy quan sát hiện tượng xảy ra với kim nam châm nhé. Các em thấy gì nào? Kim nam châm bị lệch, chứng tỏ rằng dòng điện nó đã gây ra lực từ lên kim nam châm. Chúng ta đã được học phải không nào? Vậy thì ở đây có một câu hỏi đặt ra, ngược lại nam châm có gây ra lực từ lên dòng điện hay không? Thì bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó. Các em cùng vào bài 27 lực điện từ. Nội dung đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu đó là tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện. Chúng ta cùng thực hiện thí nghiệm để tìm hiểu nội dung này. Các em quan sát cô giới thiệu nào. Trên đây cô có một mạch điện, nguồn điện, khóa K, ampe kế, cuộn dây dẫn. Rồi, ở đây các em đặc biệt chú ý nè, có một cái nam châm hình chữ U. Đây là từ cực Bắc, đây là từ cực Nam. Và ngay chính giữa hai từ cực của nam châm này, cô sẽ đặt một đoạn dây dẫn, cô đặt tên là AB. Rồi đoạn dây dẫn này cô nối với mạch điện để cho dòng điện chạy qua. Và chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm như sau. Đầu tiên cô sẽ đóng khóa K. Các em sẽ quan sát xem hiện tượng gì xảy ra với đoạn dây AB nhé. Nào các em cùng quan sát. Khi cô đóng khóa K, hãy để ý thật kỹ hiện tượng xảy ra với đoạn dây AB. Khi có dòng điện chạy qua. Các em thấy điều gì xảy ra với đoạn dây AB nào? Các em quan sát lại một lần nữa nhé. Khi cô đóng khóa K, có dòng điện chạy qua dây dẫn. Và chúng ta thấy đoạn dây AB nó bị đẩy ra đúng không các em? Như vậy ta nhận xét khi đóng công tắc K, dây dẫn AB lệch khỏi vị trí ban đầu. Và cái dây AB này nó lệch khỏi vị trí ban đầu chứng tỏ điều gì các em? Chứng tỏ rằng đoạn dây dẫn AB đã có một cái lực nào đó tác dụng lên nó. Vậy thì lực này do đâu mà có hả các em? Chính là do từ trường của cái nam châm tạo ra. Như vậy người ta nói rằng từ trường tác dụng lực lên đoạn dây AB có dòng điện chạy qua. Và lực đó người ta gọi nó là lực điện từ. Nào chúng ta quay lại với câu hỏi đầu bài. Dòng điện tác dụng lực lên kim nam châm, vậy ngược lại nam châm có tác dụng lực từ lên dòng điện hay không? Thì chúng ta có ngay câu trả lời, đó chính là ngược lại nam châm cũng có tác dụng lực từ lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường của nó, và lực đó được gọi là lực điện từ. Vậy thì chiều của lực điện từ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Các em cùng cô tiến hành các thí nghiệm để rút ra nhận xét. Đầu tiên cô mắc mạch điện và cô thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem là đoạn dây AB nó dịch chuyển theo hướng nào, từ đó cô xác định chiều của lực điện từ trong trường hợp đó. Tiếp theo là cô đổi chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB và cô cũng quan sát sự dịch chuyển của đoạn dây dẫn AB xem lực từ nó có thay đổi chiều hay không. Hoặc là cô sẽ thay đổi chiều của đường sức từ và cô cũng kiểm tra tương tự. Nào các em cùng cô tiến hành thí nghiệm nhé. Các em quan sát. Bây giờ cô đóng công tắc. Các em quan sát sự chuyển động của đoạn dây AB. Các em thấy rằng đoạn dây AB nó bị đẩy ra phía ngoài. Bây giờ cô sẽ đổi chiều dòng điện và các em cũng quan sát hiện tượng xảy ra với đoạn dây AB nhé. Cô đóng công tắc. Lúc này các em thấy rằng đoạn dây AB nó lại chuyển động ngược vào trong, chứng tỏ rằng lực điện từ trong hai trường hợp này nó đã ngược chiều nhau.
Và một yếu tố nữa các em cùng quan sát, ở thí nghiệm vừa rồi các em thấy rằng chiều của đường xuất từ nó hướng từ dưới lên trên. Cái mũi tên màu hồng nè chỉ chiều đường xuất từ hướng từ dưới lên trên. Bây giờ cô sẽ thực hiện đổi chiều đường xuất từ bằng cách cô sẽ đổi cực của cái nam châm chữ U này. Cô cho từ cực Bắc nằm lên trên và từ cực Nam nằm phía dưới. Và bây giờ chiều đường xuất từ là ngược lại, hướng từ trên xuống dưới. Cô sẽ đóng công tắc và các em cùng quan sát hiện tượng xảy ra với đoạn dây AB nào. À, các em thấy sao? Bây giờ đoạn dây AB nó lại bị đẩy ra phía ngoài. Tức rằng là lực điện từ trong trường hợp này nó đã ngược chiều với trong trường hợp vừa rồi. À, qua các thí nghiệm vừa rồi thì cô trò chúng ta hãy cùng nhau rút ra kết luận như sau. Các em cùng quan sát lên màn hình. Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn AB phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là chiều dòng điện chạy trong dây dẫn. Và yếu tố thứ hai đó là chiều của đường xuất từ. Và sau đây chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, đó là quy tắc bàn tay trái. Cô mời các em cùng quan sát. Quy tắc bàn tay trái được phát biểu như sau. Đặt bàn tay trái sao cho các đường xuất từ hướng vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện chạy trong dây dẫn, thì ngón cái chỏi ra 90 độ chỉ chiều của lực điện từ. Đây cô mô tả lại quy tắc bàn tay trái. Các em cùng quan sát. Đặt bàn tay trái sao cho các đường xuất từ nè các em, nó hướng vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là hướng theo chiều dòng điện chạy trong dây dẫn. Và khi lui này là ngón cái nè, chỏi ra 90 độ, nó sẽ chỉ chiều của lực điện từ. À, như vậy ở quy tắc bàn tay trái này chúng ta có 3 yếu tố cần xác định. Đó là chiều của đường xuất từ, các em sẽ dựa vào lòng bàn tay, nó hướng vào lòng bàn tay là được. Yếu tố thứ hai đó là chiều dòng điện chạy trong dây dẫn, các em sẽ dựa vào chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa. Và yếu tố thứ ba là chiều của lực điện từ, các em sẽ dựa vào chiều của ngón tay cái chỏi ra 90 độ. Đây là ba yếu tố nè các em, chiều của đường xuất từ, chiều của dòng điện và chiều của lực điện từ. Nào bây giờ chúng ta cùng kiểm nghiệm lại quy tắc bàn tay trái thông qua cái thí nghiệm sau đây. Các em cùng quan sát. Cô có một mạch điện, đây là đoạn dây dẫn AB. Nào các em cùng quan sát nhé. Thứ nhất, chiều của đường xuất từ hướng từ trên xuống dưới. Chiều của dòng điện hướng từ B tới A. Như vậy cô sẽ đặt bàn tay trái như sau. Cô đặt bàn tay trái ngửa để hứng đường xuất từ từ trên xuống. Cổ tay ở B và ngón tay giữa ở A, đi theo chiều dòng điện. Và lúc này ngón tay cái chỏi ra phía ngoài, chỉ chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB. Nào bây giờ cô thử đóng công tắc, các em quan sát xem là đoạn dây nó có dịch chuyển đúng theo chiều của ngón tay cái hay không nhé. À, các em thấy rằng đoạn dây AB nó dịch chuyển ra phía ngoài, tức là lực điện từ đúng theo cái ngón tay cái của chúng ta chỉ. Chúng ta cùng đến với nội dung phần vận dụng. Cô có câu hỏi C2. Áp dụng quy tắc bàn tay trái, em hãy xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình sau. Các em cùng quan sát. Ở đây cô có hình 27.3. Đây là một nam châm chữ U, từ cực Bắc, từ cực Nam, đoạn dây dẫn AB. Biết rằng là chiều của lực điện từ cho như trên hình. Như vậy chúng ta sẽ xác định chiều dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn AB như sau. Các em cùng quan sát của hướng dẫn. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định chiều của đường xuất từ đi ra từ cực Bắc và đi vào từ cực Nam. Tức là trong trường hợp này nó hướng từ trên xuống. Như vậy chúng ta sẽ đặt bàn tay trái sao cho lòng bàn tay ngửa lên để hứng đường xuất từ. Và ngón tay cái chỏi ra theo đúng chiều của lực điện từ. Lúc này ta thấy rằng cổ tay ở đầu B và ngón tay hướng về phía A. Do đó ta xác định được chiều dòng điện là hướng từ B tới A. Ta kết luận trong đoạn dây AB dòng điện có chiều đi từ B tới A. Nào các em cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Em hãy xác định chiều đường xuất từ của nam châm trên hình 27.4. Đây, cô có một cái nam châm.
cô đã có chiều của dòng điện, cô có chiều của lực điện từ, tuy nhiên cô chưa biết là chiều đường sức từ. Như vậy ta sẽ dùng quy tắc bàn tay trái thực hiện như sau. Các em cùng quan sát. À, cô xác định được chiều dòng điện bây giờ là nó chạy từ A đến B. Chiều của lực điện từ là hướng ra ngoài. Như vậy cô sẽ đặt bàn tay trái như sau. Cô đặt bàn tay trái sao cho cổ tay ở A và ngón tay hướng về phía B. Và đồng thời ngón cái chỏi ra 90 độ hướng ra phía ngoài. À, lúc này cô thấy rằng cái tay trái của cô nó nằm úp. Điều đó có nghĩa là đường sức từ của chúng ta sẽ có chiều đi từ dưới lên trên. Đây các em. Chiều đường sức từ đi từ dưới lên trên. Các em quan sát lại đây một lần nữa. Chiều đường sức từ đi từ dưới lên trên. Và chúng ta có thể dễ dàng xác định được từ cực của nam châm này dựa vào quy ước chiều đường sức từ ra bắc vào nam. Như vậy ta có ngay. Ở phía dưới là từ cực bắc và ở phía trên là từ cực nam. Các đường sức từ có chiều đi ra từ cực bắc và đi vào từ cực nam. Nào chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn dây AB, CD trong khung dây dẫn có dòng điện chạy qua, tương ứng với các hình A, B, C. Và câu hỏi tiếp theo, các cặp lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB và CD trong mỗi trường hợp là có tác dụng gì đối với khung dây? Như vậy chúng ta lần lượt thực hiện từng trường hợp các em nhé. Đến với trường hợp A, các em cùng quan sát. À, như vậy ta dễ dàng xác định nào. Đường sức từ có chiều nè, đi từ cực bắc qua từ cực nam. Chiều dòng điện của đoạn dây AB là hướng từ A đến B. Như vậy dùng quy tắc bàn tay trái ta xác định được lực điện từ F1 hướng lên trên. Thực hiện tương tự đối với đoạn dây CD, ta có lực điện từ F2 hướng xuống dưới. Cô phóng to lên để các em dễ hình dung. Đây là đoạn dây AB. Chiều dòng điện từ A đến B. Chiều đường sức từ hướng từ phải qua trái. Ta sẽ đặt bàn tay trái như hình và từ đó ta có lực F1. Tương tự, đối với đoạn dây CD, cô có chiều dòng điện chạy từ C đến D và chiều đường sức từ như hình. Cô đặt bàn tay trái tương ứng và cô xác định được lực F2. À, như vậy, đối với trường hợp A, các em nhận thấy tác dụng của cặp lực F1, F2 là gì nào? À, như vậy ta có câu trả lời. Cặp lực F1, F2 tác dụng lên AB và CD sẽ làm cho khung dây quay theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta đến với hình B. Chúng ta cũng áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định cặp lực F1 và F2 như hình. Trong trường hợp này ta nhận thấy rằng các cặp lực F1 và F2 tác dụng lên AB và CD không có tác dụng làm quay khung dây. Chúng ta đến với trường hợp C. Các em cũng áp dụng quy tắc bàn tay trái để thực hiện như tương tự như là ở hình A. Như vậy bây giờ đoạn dây AB, các em cùng quan sát. Bây giờ chiều dòng điện chạy từ A đến B. Lúc này đoạn dây AB nó quay qua bên này rồi nè các em. Chiều dòng điện từ A đến B. Và chiều đường sức từ là tương ứng. Ta đặt bàn tay trái. Lúc này ta xác định được lực F1 hướng lên. Và tương tự đối với đoạn dây CD, bây giờ nó đổi vị trí nằm qua bên tay trái. Chiều dòng điện chạy từ C đến D, chiều đường sức từ tương ứng. Và ta đặt tay trái, ta xác định được lực F2 hướng xuống. À, như vậy, ta nhận thấy rằng trong trường hợp này thì cặp lực F1, F2 tác dụng lên đoạn dây AB và CD sẽ làm cho cái khung dây nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Và các em hình dung rằng nếu đưa dòng điện liên tục vào trong khung dây thì khung dây nó sẽ liên tục quay và như thế thì sẽ tạo ra được một động cơ điện. Và động cơ điện là gì, có cấu tạo và nguyên tắc hoạt động ra sao thì các em sẽ tìm hiểu ở bài học sau các em nhé. À, cô giới thiệu đây là động cơ điện và chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn ở những bài sau. Trên đây là một vài thông tin sẽ cung cấp đến các em. Thì các em biết rằng là trong TV, trong máy tính thì để điều khiển hướng đi của chùm tia electron đến màn hình thì người ta
sẽ cho chùm tia đó đi qua từ trường của hai cặp nam châm điện nè các em, cặp nam châm điện 1 và cặp nam châm điện 2 đặt vuông góc với nhau. Thì các em vừa mới học xong, các nam châm nó tạo ra từ trường và từ trường sẽ gây ra lực điện từ lên dây dẫn có dòng điện chạy qua nó. Vậy thì khi đó lực điện từ xuất hiện sẽ làm cho cái chùm tia electron nó bị lệch lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải. Nào cô mời các em cùng quan sát lên sơ đồ để tổng kết lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Bài 27 lực điện từ. Thì ở bài này các em cần nắm những nội dung trọng tâm sau đây. Thứ nhất, lực điện từ là gì? Thì từ trường sẽ tác dụng lực điện từ lên dây dẫn có dòng điện chạy qua. Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là chiều dòng điện và chiều của đường sức từ. Và với một nội dung rất là quan trọng của bài quy tắc bàn tay trái, các em cần nắm như thế này. Phát biểu quy tắc bàn tay trái: đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay cho đến ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua dây dẫn, thì ngón cái chỏi ra 90 độ chỉ chiều của lực điện từ. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô rất cảm ơn các em đã đồng hành với cô trong suốt bài học này. Cô chúc các em học tập thật tốt. Mến chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau.